Nói họ tên luôn. Tên gì? Con tên Thẩm Thị Nguyễn Ngọc. Năm nay 16 tuổi. Đây là học sinh lớp 10. Năm nay lên lớp 10. Rồi, con tên gì? Tên gì? Họ tên luôn. Nguyễn Ngọc. Tên gì? Nguyễn Nhật Huy. Nói gì đó kìa, nó nói gì kìa, nói lớn tiếng lên. Gì hả? Nói con tên Nguyễn Nhật Huy. Hả sao kìa? Nhiêu tuổi? Mấy tuổi? 5 tuổi. 6 tuổi. Rồi, con tên gì? Cái này từ miếng gì đó? Chị Huy. Con mấy tuổi? 2 tuổi. Mới 2 tuổi hay nhỏ quá vậy? Con tên gì? 4 tuổi. Đâu 2 tuổi. Rồi con tên gì? Con tên gì? Nguyễn gì? Nguyễn tuổi. Con tên Nguyễn gì? Nguyễn Thị Cẩm Thúy hả? Nguyễn Thị Cẩm Thúy hả? Nguyễn Cẩm. Con tên Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Hồi đó chưa xây kìa. Không bôi chà. Hồi xây kìa. Con tên gì? Tên Nguyễn Quốc Toàn. 16 tuổi. Nói con tên gì? Nhìn chưa sớm miếng gì? Chào Yêu Chen Chen, Cha Cha, chào 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 Chị Sơn. Hả? Chào sớm miễn trị. Tôi chào Lý Xí Phong, 11 tuổi, hả? Mày đi miễn trị. Tôi đã mấy lý màu. Hả? Nhi nè? Chị Sơn. Lý Xí Huệ. Chị nến chị Sơn. 8 tuổi. Hả? Con tên Võ Đình Hứa Lê An. Năm nay mấy tuổi? Năm nay 10 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 4, lên lớp 5. Tên Nguyễn Duy Tân. Nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Con tên gì? Phi. Quán em Phi. Con tên gì? Phi. Nguyễn Nhật Huy. Con tên Nguyễn Nhật Huy. Nói con tên Nguyễn Nhật Huy. Mấy tuổi? 3 tuổi. Gì 3 tuổi nhỏ quá vậy? Thêm tuổi nữa đi. 4 tuổi. Hả? Rồi, con tên gì? Đặng Thị Thanh Trúc. Lẹ lên. Con nói đi. Chút chỗ cho tiền. Nói con tên Đặng Thị Thanh Trúc. Nói con tên Đặng Thị Thanh Trúc. Bên.